Vâng, xin chào quý anh chị nhé. Một chiếc Accent phiên bản số sàn và là bản đổ vừa cập bến tại Ba Tư Phan. Và chiếc xe này mà còn đang trên đường về, cho nên anh chị nhìn thấy được rằng là em dừng ở giữa đường để có thể là quay cho anh chị nhìn sơ qua về cái mẫu Accent này. Một cái chiếc Accent mà sơn si còn nguyên zin 100%, và sau đó là một cái dòng xe bản đổ có cửa gió điều hòa phía sau. Và chiếc này được sản xuất năm 2019 anh chị nhé. Lăn bánh cuối 2019 đã lên cửa gió điều hòa phía sau. Thì nhìn sơ qua đây thì anh chị thấy được chiếc xe mang màu nước sơn màu bạc, còn rất là bẩn đây. Đã được độ lipo phía sau này. Đây anh chị nhìn này, đây là bụi bẩn nhé. Còn nếu như đây, nếu như dùng tay xoa đi thì anh chị sẽ thấy được rằng cái xe này còn nguyên zin sơn này. Tất cả các đường nét còn nguyên zin này. Vâng, một cái chiếc xe Accent bản đổ 4 lốp theo xe anh chị nhé. Đây này, 4 lốp theo xe, xe chạy hơn 2 vạn. 4 lốp theo xe 2019 này. Đấy, anh chị có thể xem được. Lốp Hankook là lốp theo xe. Vành đúc bản đồ thì có đèn ổ sát tốp, chìa khóa thông minh. Đấy, và sau đó là các thiết kế phía sau anh chị nhìn đây. Rất là chi tiết. Chiếc xe này chưa cần dọn rửa và quay trực tiếp cho anh chị để anh chị có thể nắm bắt được sơ khai cái chiếc xe này. 2019, 4 lốp theo xe, xe chạy hơn 2 vạn và có đèn bi LED ban ngày, 4 bánh ABS. Ta sẽ khám phá một chút về cái nội thất thôi. Sơn si còn nguyên zin nhá anh chị nhá. Đây nhìn này. Đó, em lau đi thì anh chị sẽ nhìn thấy là sơn si nguyên bản nhá. Keo chỉ zin 100%. Đây, xe thì lát nữa sẽ về dọn rửa, tối nay sẽ đưa lên trên kênh. Anh chị nào nhanh tay đặt cọc bởi vì cái dòng xe này nó rất là hiếm trên thị trường nhá anh chị nhá. Đây, có thể nhìn đây ạ. Ta có thể quan sát tất cả chiếc xe này, em cam kết bảo hành cho anh chị. Vâng, là zin từng con ốc luôn. Đây anh chị có thể là yên tâm. À, đây quý anh chị nhìn này. Đấy. À, bản đủ thì nó sẽ có được là đèn nổ sát tốp này. Sau đó là hộp đây, quý anh chị nhìn này, màn hình theo xe này. Tất cả mọi chi tiết của xe đều rất là nguyên bản nhá. Nha, hai chìa khóa theo xe nhé. Hai chìa khóa theo xe. Đầy đủ luôn. Chung là xe rất đẹp, xe này anh chị mua thì quá ok rồi. Chung là không khác gì một chiếc xe mới đâu. Một chiếc xe cũ đã nên được khá là nhiều đồ chơi rồi. Anh chị có thể nhìn này. Đấy, Accent bản đổ, cửa gió điều hòa phía sau này, rất là chi tiết. Và giá bán của chiếc xe này bên công ty sẽ bán với mức giá là 440 triệu đồng. Và 440 triệu đồng cho một chiếc Accent bản đổ 2019 và cuối 2019 đã lên cửa gió điều hòa phía sau. Vậy anh chị nào đang có nhu cầu thì hãy liên thoại trực tiếp cho bên ekip công ty Ba Tư Phan để có thể chốt chiếc xe này thật là sớm nhé. Vâng, một chiếc xe vừa mới về xong, dòng này thì rất là hiếm anh chị ạ, không phải là dễ tìm đâu. Dòng này rất hiếm nhé, bởi vì hiện tại đó là công ty Hyundai không sản xuất được chiếc này nữa. Đấy, cửa gió điều hòa phía sau nhé, nó đắt hơn cái phần chưa có cửa gió. Đầu 2019 thì sẽ không có cửa gió, còn cuối 2019 thì sẽ có cửa gió. Anh chị nhìn này, tất cả các bậc lên xuống đã được nắp đặt hết rồi. Từng cái chi tiết xe đều nguyên zin hết anh chị nhé. Và từng cái chi tiết xe, vô năng củ số thật là đẹp luôn, như một chiếc xe mới nhé. Hai chìa khóa theo xe. Đấy, rất là đẹp. Đấy, màn hình theo xe có cảm biến gạt mưa này. Đấy, cảm biến gạt mưa này. Chủ nhân còn lắp cả trần chống nắng nữa này. 3D rất đẹp này. Bọc cái trần này cũng tốn khoảng tầm 2-3 triệu đồng rồi. Đăng ký đăng kiểm còn ngút ngàn nhé. Và một chiếc xe chuẩn mực như thế này mà chỉ với giá 440 triệu đồng thì anh chị sẽ tiết kiệm được 100 triệu và hơn 100 triệu đồng cho chiếc Accent phiên bản số sàn bản đổ và là cửa gió điều hòa phía sau. Một chiếc xe đang còn rất là bẩn nhưng mà em đã quay trực tiếp rồi. Anh chị muốn nhìn cái độ máy nữa đúng không ạ? Em đang là nổ máy đây. Cho anh chị xem lốp và máy nhé. Nhìn này, chân ga chân côn còn nguyên tem nhé. Không khác gì một chiếc xe mới đâu. Anh chị nhanh tay thì sẽ sử dụng được mẫu xe này với giá 440 triệu đồng. Đây anh chị có thể nhìn đây. Nguyên zin nhá. Tất cả mọi chi tiết em đều bao cam kết bảo hành cho anh chị, đó là nguyên zin. Chủ nhân còn lắp cả còi độ này. Vâng, còi độ. Xe thì phải nguyên zin để lắp cần cò rồi. Chạy mới có hơn 2 vạn thôi. Cho nên là rất ok. Rằng bệ các thứ sắt xi là từng con ốc em luôn bảo hành cam kết cho anh chị.
Đấy, máy nổ cực êm luôn. Vậy thì anh chị nào liên hệ thì hãy liên hệ với em Dũng theo số điện thoại 0964 834 834, 0916 111 768, để có thể là chốt chiếc xe này thật sớm mang về sử dụng cho gia đình mình. Và cảm ơn quý anh chị nhé. Dòng này thì bây giờ mới là không có đâu anh chị nhé, bởi vì là người ta đã bán hết rồi và chưa kịp sản xuất do Covid. Nên những cái chiếc xe lướt đời 18, 19, 20 này, nó là một cái sự lựa chọn ưu việt cho quý anh chị. Cảm ơn anh chị và chào tạm biệt.